Thưa quý vị, sau thời gian dài không thể tổ chức do dịch bệnh COVID-19, sáng ngày mai ngày 2 tháng 11, vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo tỉnh năm 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Tam Kỳ. Toàn tỉnh có 2.368 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo năm 2021. Xung quanh công tác tổ chức thi viên chức ngành giáo dục đào tạo, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi nhanh với Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Thanh Quốc. Mời quý vị quan tâm theo dõi. Thưa ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các huyện miền núi, đặc biệt là các ca dương tính lại rơi vào các trường hợp là giáo viên và học sinh, để cho kỳ thi viên chức ngành giáo dục diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, về phía ngành đã có công tác chuẩn bị như thế nào để kỳ thi diễn ra an toàn? Ra lý ra là cái kỳ thi viên chức này nó diễn ra hôm 24 tháng 10, nhưng mà do cái tình hình mưa lũ nó diễn biến rất là thất thường, cho nên là cái số thí sinh đến làm cái thủ tục dự thi nó không có đảm bảo. Do vậy để mà đảm bảo có sự công bằng và tạo cơ hội tối đa cho tất cả thí sinh dự thi thì hội đồng thi tuyển viên chức cũng đã có cái quyết định là tạm hoãn để chờ có một cái thời điểm thời tiết nó tốt nhất để cho tất cả các thí sinh đều có cái cơ hội và đều tham gia được kỳ thi. Và đến thời điểm này thì cơ bản là hội đồng thi tuyển viên chức cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi cái điều kiện liên quan đến vấn đề tổ chức vấn đề thi cử sẵn sàng, và tinh thần là cũng sẽ phối hợp cùng với các sở ngành các địa phương để chúng ta có thể có được một kỳ thi nó diễn ra một cách tốt nhất. Vậy thưa ông, đối với các trường hợp là F1, F2 hoặc là những thí sinh là nằm trong vùng dịch hoặc là ngoài tỉnh, vậy về phía ban tổ chức đã có sự chuẩn bị như thế nào để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đảm bảo công tác phòng chống dịch không ạ? Cái việc tổ chức thi cử nó phải đảm bảo hai cái mục tiêu. Thứ nhất là kỳ thi nó phải được đảm bảo diễn ra cách an toàn, nghiêm túc, đúng các cái quy định quy chế. Nhưng đồng thời nó phải đảm bảo an toàn về mặt sức khỏe, phòng tổ chức để phòng chống cái dịch bệnh COVID. Chính vì thế cho nên là theo quy định thì tất cả các thí sinh đều phải được xét nghiệm PCR hoặc là test nhanh kháng nguyên đủ 72 giờ để khi chúng ta tổ chức trong cái thời điểm mà tổ chức cái ngày thi là cơ bản là các thí sinh đều âm tính. Cái thứ nữa là cũng sẽ tổ chức cho các cái thí sinh ở trong cái vùng dịch và đối tượng ở một hai thi ở một cái hội đồng thi riêng để cho nó tạo một sự yên tâm cho tất cả các thí sinh. Cái thứ ba nữa là cũng theo cái tư vấn của Sở Y tế thì là mình cũng phải đảm bảo trang bị các cái thiết bị cần thiết để phục vụ cho cái công tác coi thi, cho thí sinh cũng như là cho người coi thi tại các cái điểm thi, đặc biệt là cái điểm thi riêng dành cho các đối tượng F1, F2 và các đối tượng trong vùng giãn cách cách ly. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi.